lớn nhanh trời, mới mấy ngày, mấy ngày thấy nó lên khúc rồi. Có miếng trái nào bả chị nghe em? Dạ, em đang chị hết. Ông thèm múc nước luôn đấy. Ổng là chuyên cái kiểu mua dạng nhà xưởng, mua bự bự là nhà xưởng. Công việc làm ăn kia là của ổng ấy. Chiều hả? Thường là sau 5 giờ 5 rưỡi đón con xong về. Vụ gì? Vụ gì? Dạ. Cho con cái cuối tháng đi, con nói xong là xong mà, của con xong rồi. Qua tuần sau là xử lý, nhưng con hứa với cô làm sao con sẽ làm vậy là cô yên tâm đấy. Con làm được mà, con giải quyết xong cái chuyện của con. Dạ dạ.